Nếu anh chị không phải là chuyên gia trong lĩnh vực anh chị làm thì nó không được tạo ấn tượng, độ am hiểu ok. Ví dụ mình nói mình mà đi bán tiếng Anh chẳng hạn thì mình phải nói tiếng Anh rất là gì, rất là lưu loát, ok. Nếu mà mình bán thời trang thì mặc nó phải đẹp, bán thời trang mặc như con đồ xin rồi bán thời trang, đúng không? Hả? Ok ạ. Thế là cái cách là anh chị hiểu là mình bán cái gì thì mình phải là chuyên gia trong cái việc đấy. Là ngày xưa tôi chia sẻ với chị tôi có một phần với và set up cho một cái công ty nội thất. Và chúng tôi chỉ làm đúng cái câu chuyện này vì tôi hiểu bản chất đó. Mấy anh kỹ thuật đi tư vấn thì chúng nó ăn mặc thì làm sao anh biết, anh chị biết rồi, quần áo khi 3 ngày nó không giặt mà hôi om đấy. Thì anh em kỹ thuật thế nó chỉ có vẽ giỏi thôi. Rồi là gì? Rồi là nó cầm một cái quyển sổ bé tí 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 này. Cho nó đến nó ghi chép chép xong lúc xong mày nó ra uống bia. Nó rơi cái quyển sổ đấy mất. Xong rồi lại gọi lại khách hàng lại, chị ơi đang đâu em về em đo lại, mất thông số. Chị hiểu không ạ? Quần áo thì nó ăn mặc kiểu của dân nghệ sĩ luôn, tóc tai nó dài á, nhưng mà nó bẩn. Thứ hai là gì? Các kiểu quần áo của nó thì nó gọi là chém trả như thế này. Trông cũng có tính nghệ thuật. Nhưng mà đối tượng khách hàng của mình mà hướng đến thì đều là anh chị mà làm nội thất nó hơi cao cấp một tí. Thế là tôi hướng chuyên gia cho bạn ấy ngay. Thứ nhất là tóc tai đen cũng được, nhưng mà phải sạch. Thằng nào mà đến công ty đấy, mà mặc áo phông, mà quần gì ạ? Quần ở ngoài. Phải mặc áo sơ mi mà quần đốt. Đấy. Kinh như thế rồi. Alo. Tức là sơ mi phải là, quần áo phải ngon, đi giày tây, buộc tóc cũng được, trông cũng phải nghệ sĩ, phải sạch. Mỗi thằng trong đấy phải có một đôi tất đút vào đâu ạ? Vào cặp. Trước khi đi là phải có một cái cặp to nha, để gỗ, để ván này, anh chị hiểu không ạ? Để mẫu này, rồi là thước laser này, thước các kiểu này. Đó. Đến khách hàng là gọi điện cho khách hàng xong đặt lịch này, sau khi mà đặt lịch với khách hàng phải nhắn tin confirm lại này, trước khi đến mình gọi điện trước 30 phút, chuyên nghiệp chưa? Đến hai thằng không làm gì hết, bước một là một hỏi có cái bảng để thống kê nhu cầu tên là gì này, số điện thoại ở đâu này, như kiểu điều tra cung ấy, thích cái gì, màu gì, định làm cái gì, bao nhiêu vẫn đi hết đấy. Còn một thằng này phải đo, cầm chuyên nghiệp đo pù xong chụp ảnh pù, anh chị hiểu không? Rất chuyên nghiệp đo đạt hết, bắt đầu tư vấn cho khách. 2 tiếng sau gửi lại cho khách toàn bộ hình ảnh và gì mong muốn họ có cái bảng họ đã ký vào đấy. Thế mà 10 công trình nó chốt được 9 đấy. Còn ngày xưa thì 10 chốt được 2. Anh chị hiểu không ạ? Anh chị thấy. Và tất cả cái khối của anh chị được đo đạc, vẽ hết, hướng dẫn hết rồi. Và cái dữ liệu lưu được. Ok chưa? Thế thì theo anh chị có khoái không? Có tin tưởng cái công ty đấy hơn không? Đó. Thì cái bạn bán hàng đó, bạn trở thành một cái chuyên gia tư vấn về sản phẩm, nhưng mà là gì? Rất là chuyên nghiệp trong quá trình làm. Thì có 2 lựa chọn, thường là chúng ta lựa chọn số 1 là nếu mà khách hàng đó là tiềm năng và định mua hàng thì chúng ta sẽ chăm sóc tới đấy. Còn nếu mà không phải tiềm năng và không ấy là chúng ta bỏ bơ luôn. Thì tâm lý chúng ta bán hàng phải ngược lại. Nếu mà khách hàng đó chỉ là khách hàng thôi thì chúng ta phải chuyên nghiệp tới đấy, còn mua hay không thì họ, 2 cái tư duy kinh doanh nó khác nhau nhé. Anh chị hiểu điều này chưa? Không khác thì hôm nay thì tí ra kia ui vậy thấy cái thằng cha này nó nói cũng hay ấy, thì nghe. Thì bây giờ cứ yêu tôi đi đã, không nghe được cái gì tính sao, đúng không? Ví dụ thế, nó khác nhau. Thế thì tư duy của tôi là không cần biết khách họ là ai, mình phải chuyên nghiệp hết sức, ok? Còn mua hay không là gì? Là việc của họ. Nhưng bởi vì mình chuyên nghiệp hết sức rồi, thì tự nhiên họ sẽ gì? Họ đã có một cái trải nghiệm tốt, họ sẽ gì? Họ sẽ mua hàng. Cái này khác nhau, ok chưa? Khác nhau rất lớn về tư duy kinh doanh. Nào, anh chị hiểu cái cách để sử dụng không? Ngôn từ thì dễ hiểu, giọng nói thì dứt khoát, khuôn mặt thì tự tin, đấy xấu thì tôi vẫn phải tự tin, ok chưa? Đó, rồi am hiểu về sản phẩm, rồi và cách nói của chuyên gia. Đấy, ví dụ là theo tôi để giải quyết vấn đề này, thứ nhất là phải làm này, thứ hai phải làm này, thứ ba phải làm này, hết không còn thứ tư. Nghe có khác không? Đấy, thì anh chị học cái cách để nói, những cái chuyên gia người ta nói như thế, chắc chắn luôn, ok? Đúng không? Thì đây là những cách nói. Đây là tôi ví dụ trong tiếng Anh, ví dụ như thế, ví dụ mà chị nhé, để mà môi của chị đẹp thì chắc chắn phải giải quyết 3 việc. Việc thứ nhất là phải tẩy hết các tế bào chết, làm cho môi nó được khô thoáng. Thứ hai phải dùng dưỡng, mà dưỡng thì cung cấp ẩm collagen giúp cho môi của mình gì, nó có sức sống. Và thứ ba
là phải dùng cái son màu này thì nó mới đẹp. Và da của chị là hơi ngâm một chút xíu thì chị phải dùng hơi đỏ cộng với màu này, thì chị dùng đỏ cam, đỏ lạnh là tốt. Chị dùng những cái màu trầm ấy thì khuôn mặt nó hơi tối. Ok, hiểu không ạ? Do vậy chị dùng hai màu này cho em là nhìn nó đẹp. Sau một tháng là chị đẹp ngay. Thì mình phải tư vấn gì đấy. Còn ngoài ra thì không có cách khác. À, nghe xong đoạn này thấy tự tin hơn chưa? Cách nói của chuyên gia như thế. Đấy là hack niềm tin bằng chuyên gia. Thế do khi do vậy khi anh chị bán hàng ấy, hoặc là sale của mình bán hàng làm đúng như thế này là mình có thể bán được hàng rồi. Ok, cái đoạn này có dễ hiểu không chị? Nếu hiểu cho chàng một tay cho đỡ quên. Và cách thứ ba là một hiệu ứng đám đông. Chúng ta có xu hướng đặt niềm tin vào những thứ mà chúng ta tin là nhiều người khác đã đặt niềm tin vào trước đấy. Cách thức hoạt động, con người thích lối tắt. Tiềm thức của chúng ta thì cho chúng ta biết là nếu là nhiều người mua cái sản phẩm đó thì tốt đấy, và không mất thời gian để tìm, không mất thời gian để gì ạ, để trải nghiệm nữa. Hả, anh chị hiểu không? Nên anh chị sẽ hiểu là tại sao cái nhà hàng đông ấy thì càng đông, mà bên cạnh cái thằng đấy nó làm rất đẹp mà nó vắng khách thì nó cứ vắng, có đúng không? Nó hiệu ứng gì ạ? Hiệu ứng đám đông. Ok, hợp lý không? Nên giả sử có một cái bài post bán hàng của mình ấy, thì giả sử nó chưa được tốt lắm thì cũng phải kiếm đến 2.000 lần sitting. Nó bảo nó sitting thì tự nhiên thằng 2001 nó sẽ mua hàng và bảo nó tốt, đúng không? Hả? Các bạn có hiểu không ạ? Vâng, đấy. Nên anh chị này, hoặc là những cái video trên YouTube ý, cái video nào được xem nhiều nhất ý, thì cái video đấy thì cái lượng xem càng ngày càng gì? Càng khủng khiếp, còn cái thằng nào không được xem thì càng ngày không được xem. Đấy, thì chúng tôi đưa ra những cái câu chuyện rất là buồn cười thử là anh chị vào một website nhạc à, bài hát được nghe nhiều nhất, bài hát được download nhiều nhất, bài hát được gì? Được nhiều người yêu thích nhất. Còn ở dưới là bài hit luôn mà không được download được những cái bài kia. Có mấy cái từ là được download. Được gì? Nhiều nhất. Ok. Nên khi bán hàng ấy thì luôn luôn nói là à, cái sản phẩm này là sản phẩm mà khách hàng bên em lựa chọn nhiều nhất. Cái món ăn này là món ăn gì? Nổi tiếng nhất của nhà hàng em. Ok. Thích bán cái gì thì chơi cho em chữ nhất vào đấy, nhớ chưa? Rồi chữ nhiều nhất vào đấy, hiểu không? Đấy là cái xu hướng mà. Có đúng không anh chị? Thế rõ ràng hỏi là ok em ơi, cái sản phẩm này có người mua không? Ui dồi ôi chị ơi, cái này là cái nhiều người chọn nhất bên em đấy. Trong mua về biết là đây là chị người đầu tiên mua, hiểu chưa? Chỉ là vui thế thôi nhưng mà nó rất sự thật đấy. Đấy, ok. Áp dụng sử dụng những con số, ví dụ như hơn 83,5% là dùng cái này. Hầu hết khách hàng của em như này, kể những câu chuyện của khách hàng gặp phải như thế. Đó, làm đúng cái này là bán được hàng, làm đúng cái này là có thêm doanh số mà không cần mình nghĩ. Đó, có đúng không các bạn? Bây giờ tôi hỏi thật anh chị nha, anh chị đi ăn. Anh chị hỏi là ở em, ở cái quán này nhà em, cái quán món nào ngon nhất không? Được nhiều người dùng nhất không? Có đúng không? Thế thì cái món này bán chạy nhất. Thế mình phải vào. Ok. Anh chị dùng thêm những ngôn từ về xã hội cho tôi. Ví dụ là cái sản phẩm này bán chạy nhất này, cái sản phẩm này xu hướng là tốt nhất này. Đó, đưa thêm những từ đám đông của đấy. Cái sản phẩm này được nhiều người chọn nhất này, đúng không? Cái sản phẩm này giới trẻ các em đang bán tốt nhất này. Cái mẫu này là mẫu bị cháy hàng bên em. Ok. À, nói xong cái đoạn đấy xong rồi xem lại trong kho vẫn còn 1.000 sản phẩm. Được chưa? Nhưng mà nó vẫn bán được. Cái tâm lý mà. Có đúng không các bạn? Đúng nhỉ? Đúng thì yeah. Vỗ tay. Rồi, cái thứ 4 là gì? Khan hiếm sản phẩm. À, khi sản phẩm trở nên khan hiếm, khó có được về mặt giá trị thì nó lại đắt hơn. Đấy, khi nguồn lực bị hạn chế, nó tự nhiên trở nên hấp dẫn, giá trị hơn, tiềm thức để rất nhiều người biết. Thì đây là những điều về nên chị nhìn thấy đợt của rồi nha. Có bao nhiêu anh chị thấy nó bị khan hiếm khẩu trang, đúng không? Hay là những cái đơn vị họ làm handmade ấy, như đồng hồ Rolex ấy, hay là những cái loại mà điện thoại Bluetooth, anh chị hiểu một năm họ chỉ sản xuất có mấy cái thôi, nó khan hiếm á nên nó đắt, đúng chưa? Đấy, nó khan hiếm thì nó đắt. Đấy, cái gì càng khan hiếm thì càng đắt đấy. Nếu mà các chị phụ nữ mà khan hiếm ấy, không có ai ấy, đến 40 tuổi là hơi bị tắt cái hàng quá ấy. Đừng chờ cho khan hiếm nhé. 40 tuổi là mà không có ai lấy thì khan hiếm thật.
50 tuổi nó hơi khan hiếm rồi, 60 tuổi là quá khan hiếm, hiểu không? Rồi, áp dụng cho bán hàng, ví dụ như cái chương trình khuyến mãi này chỉ được áp dụng cho ngày hôm nay thôi, nếu hết ngày hôm nay là gì? Là hết. Đấy, thì đấy rồi. Và bọn em chỉ còn 5 sản phẩm thôi, đến 5 giờ chiều ngày hôm nay mà chị không mua là hết. Biết. Ok, thì cách mình ứng dụng trong sale là gì? Ví dụ giảm giá bao nhiêu tiền, đến ngày nào là hết, đúng không? Thời gian nào hết, còn bao nhiêu số lượng hết. Ok, phải thúc đẩy điều đấy. Chị ơi, đến 5 giờ chiều ngày hôm nay là bên em hết rồi. Chương trình là chỉ tặng 1 triệu duy nhất thôi. Nên sang ngày mai là gì? Không còn nữa. Đấy, và em chỉ có 3 sản phẩm thôi. Nếu mà chị không mua ngay là hết. Hả? Phải như thế chứ. Thì người ta phải mua hàng. Lại nói chứ, ui, cái chương trình khuyến mại này em hết tháng vẫn còn. Sản phẩm ra cho kho còn mấy nghìn, 5 nghìn cơ. Thì em thích mua ngay được mà không mua ngày mai được. Vì em phải học chân thật thà và chân thành với khách hàng. Mà chị phải học thế để bán lại các doanh nghiệp rồi. Chị hiểu. Nếu anh chị không phải là chuyên gia về sản phẩm của mình, không phải chuyên gia về khách hàng của mình, thì anh chị không thể chiếm được trái tim của khách hàng. Bán hàng quan trọng nhất là niềm tin. Xây dựng được niềm tin cho khách hàng là anh chị bán được hàng. Rất nhiều doanh nghiệp chết bởi vì sản phẩm không có sự khác biệt hoặc là không thay đổi kịp so với nhu cầu thị trường, không đánh trúng nỗi đau. Để mà làm marketing được, chúng ta luôn phải có một sự khác biệt. Chúng ta phải thấu hiểu bản thân mình, chúng ta phải thấu hiểu sản phẩm của khách hàng và tìm ra một sự khác biệt. Có cái gì mà là anh chị muốn gì và sản phẩm của tôi có đáp ứng được không? Được không ạ? Cách bán hàng của chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải thay đổi ngay.